Em chào tất cả các bác nha. Sáng nay là ngày 19 tháng 11, nhà em lại mới về xe hàng nữa. Em đang giới thiệu các bác. Các bác xem giày nào, cặp da nào, túi da nào, ví da nào đẹp thì các bác nhanh tay liên hệ các bác nha. Số điện thoại em là 0383 440 440. Số thứ hai là 0338 446 369. Đấy. Em đầu tiên lên cho bác một quả cặp lát. Suốt con nhà bà sắc. Úi giời ơi. Đỉnh đám chưa? Đấy, khóa toàn bộ khóa đồng, dây của nó thì chất nịch luôn. Lên cho bác chiêm ngưỡng những quả vip đồng viêm việt này luôn. Cho cao lên cho bác nhìn cho nó rõ. Đấy, cho cao lên cho bác nhìn cho nó nét này nẹt. Cho các xe bên trong luôn. Tất cả các em đều gặp hiệu hết. Đấy. Con này là có cả mã cốt các bác luôn nhé. Đầy đủ mã cốt các bác nhé. Được chưa? Con này thì không bác nào chê rồi. Xuất sắc kìa. Ái dạ, này cao quá, cao quá. Đấy, con này là mã lắp XN33 các bác nhé. Đấy, con này mã lắp XN33 này, size 30-40. Đấy, bác lấy con này em để bác giá là 2 triệu 4 nhé, 2 triệu 4 con này đi. Bác nhé, 2 triệu 4 thôi. Lên bác một đôi giày hiệu. Một em giày hiệu. Hơi chặt tí. Trỏ ra đây. Cứ vướng. Này lên bác một quả giày. Em nói đôi này nó nhẹ. Các bác đưa lên cân, cái cân này nó không nảy số bác nhé. Vì nó nhẹ mức độ như vậy luôn. Các bác cầm lên tay nó không cảm giác, các bác cầm giày nó nặng nó vẫn thế nào bác nhé. Cái này keo gì bác nhé, không phải đi keo lại đâu. Em nhìn tưởng đi keo lại không phải nhá. Đây này chắc là đúng không nào. Cái vết này không phải vết đi keo đâu, em sờ rồi không phải nhá. Keo còn zin đét đẹp bác nhá. Da của nó là chất, chưa có nhìn da là chất không. Đẳng cấp giày như thế các bác nha. Một đôi Red Book. Một đôi siêu phẩm hàng hiệu. Những con đôi này các bác chơi những đôi này thì không phải suy nghĩ luôn. Đeo lên chân chỗ này các bác sướng hết cái chân luôn nha. Nó nhẹ lắm các bác ạ. Nó siêu nhẹ luôn. Đó. Đôi này là mã hiệu X5 này, size 41. Giá 2 triệu 6. Bác lấy con này em để bác giá. Đôi này 2 triệu 4 nhá. À, 2 triệu 3 đi bác nhé. 2 triệu 3 đi. Hiệu X5 này, size 41. Để bác giá 2 triệu 3 nhé. 2 triệu 3 luôn này. Tiếp tục một đôi giày siêu nhẹ. Siêu nhẹ. Và da này thì cô này cực kỳ mới bác nha. Da này. Nhìn nó mới không? Có cái đường khâu của nó này. Khâu toàn bằng một loại chỉ là những cái dây dù của các nhé. Đó. Đường may của các bác thấy đẳng cấp không? Đó, các nhìn đôi giày này là xứng đáng đồng tiền bát gạo các bác. Nhẹ lắm các bác nha. Cực kỳ nhẹ luôn. Đôi này thì quá vip rồi. Các đôi này đeo này lên chân thì đỉnh luôn. Đôi này là mã hiệu X3 này, size 41 các bác nha. Đôi này em để bác giá là 2 triệu 2 các bác nhé. 2 triệu 2 cái này đi. 2 triệu 2. Đấy. Đôi hiệu X3.
à, lên bắt một quả, một quả nai chính hãng này. Đấy. Có là chơi quả nai chính hãng này nó chất này, đẹp không các bác? Vip vip luôn. Sao lô này sản xuất năm bao nhiêu này? Tem mác đâu đây? Chờ em tí xem cái mắc nó đâu có nhá, bởi vì là nó không biết nó ở bên này hay bên kia, bởi vì là cái dòng này nó chỉ có một một bên thôi, nó không phải hai bên, chắc là bên kia rồi. Đấy, biết ngay vậy, nó là một bên thôi mà. Con này là sản xuất là mùng 3 tháng 6 năm 2018 bác nhé. Đấy. Size của nó size 42. Con này là mã T97. Con này là mã T97 bác nhá. Sản xuất năm 2018. Đấy. Bao các bác hàng chính hãng các bác nhá, còn Nai nhá. Chứ em không bán hàng hàng dép, không bán hàng fake đâu nhá. Đồ này siêu siêu nhẹ luôn. Đấy. T97 size 42 giá 2,3 triệu bác nhá. Lên cho bác một quả cặp vip luôn, bờ la đà đây, quả vip mềm vip bờ la đà các bác nhé, nó đẹp thì thôi rồi luôn, màu thì siêu đặc của bác nhá. Đấy, có nhìn chưa, đẳng cấp nó như thế này bác nhá, nó nhìn cặp sướng con mắt không, một con siêu hiệu luôn bờ la đà. Đây là hai nút bấm này, tất cả khóa nhá đều dập hiệu hết bác nhá. Đấy, tất cả khóa đều dập hiệu bờ đà Milan bác nhé. Này bên trong có nhìn đây, lắp bên trong của nó này, nói chung là nó đẳng cấp, không thể nào mà có điểm gì chê được nó bác, nó quá là xuất sắc luôn. Ấy dạ, con này con mã là cực phẩm B44 size 30-40 giá 3,2 triệu này, đi vip 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 không phải siêu phẩm mà nó cực phẩm luôn. Lên cho bác một đôi hàng hiệu mới luôn nha, lên bác một đôi hàng hiệu nhưng mà nó giày mới luôn, đôi này cực kỳ mới. Em giờ là kỹ lại giống cái đôi hôm qua may được đôi hàng hiệu này, giống như keo bác ạ. Đấy, phải là lại không này, này mọi người, đôi Eco siêu phẩm luôn, đôi Eco các bác đẳng cấp của đẳng cấp bác nhé. Đôi Eco này thì nó siêu hiếm rồi, bởi vì nó rất là mới. Này có nhìn chưa, cực kỳ mới luôn, size 43. Bác nào đeo vừa đôi này thì quá đỉnh luôn này. Đôi này là mã hiệu X63 bác nhá, size 43 này. Đó, hiệu X63 size 43. Đấy, giá 3 triệu. Bác lấy đôi này em để bác giá 2,8 triệu này. 2,8 triệu. Tiếp tục đôi hàng hiệu nữa các bác. Da của nó da hiếm không nhá. Đôi này xa, da của nó thì cực kỳ hiếm luôn. Này, có nhìn này. Già quá hiếm luôn nhá. Đẹp chưa? Con này size 42. Xuất sắc luôn. Này ra bên trong của nó. Đó, có
Đây, size 42 nha, da hiếm nhá. Dòng da này nó rất là đẹp ở chỗ là nó không đụng hàng các bác nhé. Cho dù các bác mua hàng hãng thì nó cũng không có những cái loại da này luôn này các bác này. Đấy, da là không đụng hàng luôn. Đấy. Đôi này là mã của nó X64 này. Đấy. X64 size 42, giá 2.6 triệu. Bác lấy đôi này em để bác giá là 2.3 triệu. 2.3 triệu. Quá VIP cho các bác chơi đôi này. Đấy, lên cho bác một quả cầm tay này, đẹp chưa? Hiệu này bác này. Quả cầm tay thì chấm hết luôn. Rất là rộng rãi bên trong, cực kỳ rộng rãi luôn. Đẹp xuất sắc. Đây bác nha, con này con mã Clut C11 size 15-24. Đấy, bác lấy con này em để bác giá 1.8 triệu nhé. 1.8 triệu con này đi. 1.8 triệu Clut này bác nhé. Đẹp nhất người. Một đôi này nó các bác nó đẹp nhức nách các bác nhá. Một cái nó là dày, đôi này nó nhẹ. Nó nhẹ khủng khiếp luôn. Nó nhẹ mà các bác đeo lên chân các bác không cảm giác các bác đeo dày luôn. Nó nhẹ mức độ như vậy đấy các bác ạ. Đôi Redbook. Siêu hiệu luôn. Đẹp thì thôi rồi nhá. Keo chỉ của nó zin đét. Đẹp quá rồi. Đôi giày quá đẳng cấp. Đôi này là mã X63 size 39 bác nhá, giá 2.7 triệu. Bác lấy đôi này em để bác giá 2.4 triệu. 2.4 triệu bác nhá. Đó. Đẹp dã man luôn. Ở đây có một cái đôi giày này, giày trắng bác nhá. Giày hiệu là giày trắng. Giày hiệu bác, những giày trắng bác ạ. Đôi này không phải là giày, không phải là sơn zin bác ạ. Con này là đã xi lại này. Đấy, nhìn chưa? Con này xi lại bác nhé. Cái nước là nước xi lại rồi. Da thì da xịn là vì giày hiệu bác nhá. Giày hiệu là người ta hay là bị xi lại lắm. Đấy, một đôi giày hiệu bác nhìn đây. Rất hay bị xi lại. Này có nhìn da trong nguyên bản nó là mình da nó màu này nhé. Đấy, da màu này là da sự xi lại rồi. Đấy, theo mắt em nhìn là con này xi lại bác nhé. Chứ cứ mất công các bác về các bác phát hiện ra các bác lại chửi em nữa. Tốt nhất là em báo trước các bác luôn. Con này đã xi lại rồi chứ không phải là nguyên bản của nó như này bác nhé. Nhưng phải nói nó xi trình độ phết đấy. Còn hàng VIP luôn. Con này là mã hiệu X2 bác này, size 40. Giá 2.5 triệu nhưng con này đã xi lại rồi. Bác lấy con này em để bác giá là 1.1 triệu bác nhé. 1.1 triệu đi. Đã xi lại rồi. 1.1 triệu. Đấy bác nhé. Mã này. Hiệu X2 này. Size 40 này. Giá 2.5 triệu. Đấy. Nó xi lại em để bác giá 1.1 triệu nhé. Vì nó không còn zin nữa bác ạ. Nó không còn zin nữa. Em không thể bán giá cho bác giá zin được. Lên cho bác một quả lắp phải nói là các bác nó đẹp nhất người luôn. Trời ơi, tất cả đều hiệu các nhà hơ mẹt các nhà. Một siêu phẩm của hơ mẹt. Đấy, da của nó là da hạt bác nhá. Cái này thì da các bác dùng đến bao nhiêu đời nó hỏng được bác. Da đúng rồi. Hàng hơ mẹt thì không có một ai chê nổi. Có gì nhỉ?
đấy, hơ mẹt bác nhá, quá đẳng cấp luôn. Bác nào lấy được con này thật sự chúc mừng, đẹp lắm. Đó, con này là mã siêu phẩm 300 bác nhé, siêu phẩm 300, size 28-38. À, bác lấy con này em để bác giá là 2 triệu 8 thôi nhé, 2 triệu 8 đi, xả rẻ bác luôn. Một con hơ mẹt, một con hơ mẹt bác, bây giờ bác mua mới con này đống tiền bác nhé, không hề ít tiền đâu ạ. Mua mới này một đống tiền luôn ạ. Tiếp tục lên bác một con hàng hiệu. Đấy, gập vân cả, cả. Ôi, nó đẹp. Trời ơi, nó đẹp này bác này. Cái này không phải là da da cá sấu đâu bác nhá. Con này là dập vân cá sấu thôi, da bò xịn, dập vân cá sấu bác nhá. Đó. Chứ con này không phải da cá sấu thật 100% đâu ạ. Đấy, em phải báo trước bác nhá, không có bác về lại bắt đèn em chết em ạ. Chứ cái gì nó phải là bán hàng nó phải uy tín bác nhá. Chứ không có thể nào mà bán hàng da bò mà có ông chơi hàng da thật ở đây không được rồi. Đây, một con siêu hiệu luôn bác nhé. Đấy, một con Anoi C. Con này đúng là bác nào nhận được con này thì chúc mừng luôn bác nhé. Quá là siêu phẩm luôn. Đẹp, kinh điển. Con này là mã, nó là mã hiệu 100 bác nhá. Hiệu 100 này. Size 30-42, giá 3 triệu 3. Đấy, bác lấy con này em để bác cái giá là 2 triệu 7 con này nhá. 2 triệu 7 con hiệu 100 này đi. Cho các bác chơi cho thoải mái. Con này cầm lên tay là sướng các bác ạ. Lên bác một quả giày VIP này. Một đôi hiệu của mốc. Đấy, lên tiếp bác một đôi giày hiệu của mốc, da có thể da độc chưa? Màu da này. Này là dòng da hiếm bác nhá. Tất cả này. Ui xồi, một đôi da mốc này. Đấy, con này đã được khâu âm hay sao nhỉ? À, không phải. Không phải khâu âm bác ạ. Đấy, nó gọi là trang điểm thôi. Đây, tất cả có nhìn khâu này toàn bộ bằng da chứ không phải bằng chất liệu gì đó. Một đôi hàng hiệu của mốc, tất cả đều có mã code hết bác nhá. Đấy, một đôi hàng hiệu của mốc luôn cho các bác. Các bác chơi những con hàng hiệu này nó đắt tiền một tí nhưng mà em nói các bác có đảm bảo bác nhá, không bao giờ phải suy nghĩ về vấn đề chất lượng. Một đôi mốc, con này là mã X62, size 41, giá 2 triệu 8. Bác lấy đôi này em để cho bác giá là 2 triệu 2 đi. 2 triệu 2 bác nhé, bởi vì nó không phải là mới lắm bác nhé. Nó không phải mới lắm, nó là cái giá nó không thể nào lên tới 3 triệu được bác nhé. Đấy, bác lấy đôi này em để bác giá 2 triệu 2. Biết nó là hàng hiệu rồi bác ạ, tuy nhiên nó không mới lắm, thì bác phải bán theo cái giá nó là hàng bình thường đó bác nhé. Đôi nào phải mới rồi thì mình mới bán nó giá cao được. Lên bác một quả thể thao này, vít lên vịt luôn. Trời ơi, nó đẹp. Chất như nước cất quá nhé. Đẹp quá bác. Con này là con sản xuất vào tháng 8 năm 2019 bác nhé. Tháng 8 2019. Đẹp quá các bác ạ. Con này là sản xuất tháng 8 năm 2019 bác nhé. Đẹp lắm. Vít luôn. Con này là mã T51, size 40. Dạ.
T51 size 40 giá 2,2 triệu. Bác lấy con này em để bác giá là 1,8 triệu bác nhé. 1,8 triệu đi. T51 size 40 giá 2,2 triệu. Em xả bác xuống còn 1,8 triệu. Xả lỗ bác luôn này. Lên bác vòng quả tờ lút nữa này. Vít về mệt luôn. Gà thì gà này chết rồi. Hiệu trong hiệu ngoài đó nha. Cái này có cả ví hiệu trong hiệu ngoài luôn. Cái này thì thôi rồi biết rồi luôn. Con này con mã cờ lút M200 bác nhá, size 16-23. Giá là 2,3 triệu. Bác lấy con này em để bác giá là 1,8 triệu luôn này. Xả cho bác luôn 1,8 triệu. Tiếp tục lên bác một quả clap có lút này. Một em có lút lắc cốt cá sấu này. Wow, hiệu hiệu trong hiệu ngoài bác ạ. Này bác nhìn chưa, một cái hiệu cá sấu này đẹp chưa. Con này nó quá vip luôn các bác ạ. Có cả chống lắp, chống sốc luôn bác này. Chống sốc luôn. Con này là mã siêu phẩm 500 size 2838 giá 3,1 triệu. Hôm nay em xả tiếp bác con này giá 2,8 triệu luôn này. Hôm nay em xả toàn bộ cho bác lên cho máu. 2,8 triệu con này bác nhé. Bác đang nhanh tay lấy ngay vào luôn. Lên cho bác một quả giày form doctor này. Đế doctor này. Da của nó thì thôi miễn bàn bác nhé. Riêng da của nó thì miễn bàn rồi. Đúng không ạ? Đỉnh của đỉnh rồi. Đấy, phiên bản đốc tờ đó. Con này là mã X59 size 40 giá 2,3 triệu. Bác lấy con này em để bác giá là 1,7 triệu bác nhé. 1,7 triệu bởi vì đốc tờ nó không, nó cái form này nó không phải ít người đeo bác nhé. Đấy, ít người đeo đồng ra em sẽ bán rẻ bác thôi. 1,7 triệu. Vì nó không phổ thông như cái dòng kia. Tiếp tục một con hàng VIP cho các bác này. VIP về VIP luôn. Ái da, xong rồi các bác ạ. Con này dính thì đi keo bác ơi, đi keo gì ạ. Ủa, đúng là số em nó nhọ các em ạ. Cứ con nào xịn cái là dính đi keo mà, thấy không? Đau không? Con này dính thì đi keo các bác nhé. Con hàng hiệu. Rồi, nhọ rồi. Mã cốt nó thiết đầy đủ bác nhé. Nhỏ quá các bác ạ. Biết là nào là bây giờ. Được con hàng hiệu lại dính đi keo. Con này là mã X57 size 42 giá là 2,6 triệu. Đó, bác lấy con này em để bác giá là 1,2 triệu bác nhé. 1,2 triệu đi. Đi keo rồi thì làm gì còn giá hàng xịn nữa đâu các bác. Em chấp nhận thôi. 1,2 triệu bác nhé. X57 size 42 giá là 1,2 triệu, 2,6 triệu. Đi keo các bác, em báo là lỗi đi keo bác nhá. Giả 1,2 triệu đấy ạ. Chứ em không phải em không báo nhá. Em mất gần hơn nửa số tiền này đó.
Tiếp tục một đôi siêu phẩm dành cho bác nào chơi hàng hiệu thì chơi đôi này cho em. Úi dồi ôi, nắm báo này. Một đôi dép. Trời ơi, hiệu, hiệu từ trong ra ngoài. Này, có nhìn này, đường khâu mũi chỉ của nó này. Đẳng cấp chưa các bác? Da này. Nói chung là hàng hiệu thì miết bàn các bác nhá. Mỗi cái là cái kiểu form của nó làm nó rất là lạ. Này, có nhìn chưa? Form nó làm cực kỳ lạ luôn. Này, có nhìn ra đấy, cái dáng của nó này. Đấy, trên cao dưới thấp thấp. Đấy, như kiểu đôi sục rồi. Đẹp thì thôi rồi luôn đó. Đó, đôi này là mã X60 size 41 giá 2.400.000. Này, bác lấy đôi này em để bác giá là 1.600.000 bác nhá. Nó cũng không phải mới lắm bác nhá. 1.600.000, biết là hàng hiệu rồi nhưng nó không phải mới lắm. Nó mà giá thì 1.600.000 bác nhá. Mã X60. Lên bác một quả thể thao này. Đấy, hàng thể thao này em bao bác hàng chính hãng bác nha, em không bán hàng hàng rep, không bán hàng fake bác nha. Đấy. Đây một lên bác một con New Balance. Một siêu phẩm của New Balance. Đấy, hàng hiệu của New Balance bác nha, chứ em không bán hàng fake, không bán hàng new, không bán hàng rep bác nha. Em chỉ bán hàng hãng thôi ạ. Đấy, các bác mua hàng em là em bao hàng hãng. Cho bác kiểm tra check code bất cứ ở đâu bác nha. Phát hiện con này không phải chỉ là hàng hàng dép thôi chứ em nói cho tới hàng fake là hàng vứt đi rồi nhá. Em chỉ nói hàng dép thôi, nó không phải em bao các bác, không phải hàng dép luôn nhá. Mà hàng là em hàng chính hãng luôn. Đấy, bác mua những đôi này là nó em nói bác toàn tiền chục các bác nha, không có tiền vài triệu đâu ạ. New Balance. Con này là sản xuất là tháng 8 năm 2018 bác nhá. Sản xuất tháng 8 2018 một con New Balance xuất sắc. Mã con này là T54 size 41 giá 2.700.000. New Balance. Bác lấy con này em để bác giá là 2.400.000 đi nhá, 2.400.000 con này đi. Vì hôm nay là nó em xả đi, em xả tất bác nhá. 2.400.000, hôm nay là xả em xả tất. Lên cho bác một quả thể thao con này này. Đỉnh đám luôn. Một quả này đẹp nhất người luôn. Cho bác chiêm ngưỡng quả này này luôn. Nó vip vip vip. Đấy, nay phải nay hàng hiệu vậy bác nha. Con này là sản xuất ngày 20 tháng 8 năm 2018. Đấy. Đẹp chưa? Đẹp long lanh luôn. Con này là mã C106 size 42 giá 2.600.000. Mã C106 đấy, size 42 giá 2.600.000. Em lên bắt một quả hàng hiệu này cho bác chơi. Siêu hiệu luôn. Vip em vip các bác nhé. Playboy. Đẹp nhất người luôn. Đấy, một con hàng hiệu của Playboy. Con này là siêu phẩm 44 này, size 30-40. Bác lấy con này em để bác giá 2.700.000. Ơ, con này hôm qua em vừa lên thì sao nhỉ? Em không nhớ lắm. 2.700.000 bác nhé. Như con này em vừa lên hôm qua em xả được con 2.700.000 sao ạ? Đẹp nhất người luôn. Lên bác con hàng hiệu này nhất rồi.
quá, cho em xin một phút em xem khách ta gọi cái gì ạ. Cho bác chiêm ngưỡng đôi giày nó đẳng cấp, nó đẹp, nó sang, nó xịn, nó chất, có thấy không ạ? Có nhìn đôi giày nó vip chưa? Này, bác chiêm ngưỡng hết, khâu hết các bác nhé. Đây, 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 đây không phải bác nhìn nhỉ? Đấy, đây nó không đi keo bác nhé, không đi keo thì em mới mua bác nhé, em mới đấu về nhé. Nếu đi keo đôi này vứt đi bác nhé, đấy, đấy, chán lắm, có thấy không ạ? Đấy, bởi vì nó là khâu dưới bác nhé, yên tâm. Đấy, hở hay không hở không vấn đề nhé. Một đôi hiệu của bác, đôi này thì em nói với bác không một bác nào mà nhìn mà không mê nó, nó đẹp lắm các bác ạ. Này, đấy, một đôi hàng hiệu của bác nhé, nó vip thì thôi rồi luôn. Đó, đôi này là mã X58 size 40, đấy, giá là 2,6 triệu. Em xả với bác đôi này 2,4 triệu đi nhá. 2,4 triệu nhanh gọn. Đây là bác một đôi hàng hiệu này. VIP là nó VIP. Một đôi hàng hiệu của Mốc các bác nha. Khâu hết rồi bác ạ, đế già này. Đấy, đế già được khâu hết rồi bác nhé. Một đôi hàng hiệu của Mốc. Đó, đôi này là mã X55 size 39. Đấy, giá 2,4 triệu. Bác lấy đôi này em để bác giá là 1,9 triệu nhé. Hàng hiệu đó bác nha. Như cái da này nó là dày lười, dạng da cứng này em không thể em bán chậm bác nhá, em xả lỗ bác con này luôn. 1,9 triệu X55 size 39. Nó là da kiểu da cứng ấy bác, da bóng ấy. Này. Đây thì bác một quả láp đây này. Một quả láp rất là mịn luôn. Già có nhìn sướng mắt rồi. Già có nhìn sướng mắt rồi các bác. Già là già hạt quá nhá. Này có cả bao gì đeo này. Đẹp lắm, con này đẹp lắm các bác. Hiệu trong hiệu ngoài, tất cả cái đài ở bên hiệu đều dọc hiệu hết, bên trong lõm nữa là dọc hiệu các bác nhé. Đẹp quá, này cặp này đẹp quá. Con này là mã siêu phẩm 99 size 28 40 giá 3 triệu. Bác lấy con này em để bác giá 2,4 triệu nha. Hôm nay ngày là ngày em xả lỗ, em xả hết cho các bác luôn. Để lấy tiền để lấy hàng. Đó, 2,4 triệu con này bác nhé. VIP là VIP luôn. Cầm lên tay thì sướng các bác ạ. Lên bác một quả thể thao nữa này. Wow. Ui dồi ôi, nó vip bằng quả nài này. Chất rồi. Quả nài này.
Đấy, em bao bác hàng chính hãng, hàng em là không có bán hàng fake bác nha. Đấy, em lưu ý một điểm là vậy. Bao hàng chính hãng các bác luôn. Da con này đôi cực mới luôn nhá. Đôi này chưa gặp đôi nào nó mới như đôi này luôn, mới quá thể luôn. Xem sản xuất năm bao nhiêu này. Đôi này sản xuất là ngày 11 tháng 2. À đâu, ngày mùng 2 tháng 11 năm 2018. Ngày mùng 2 tháng 11 năm 2018. Đẹp chưa các bác này. Như rồi lập hộp bác nhá. Đẹp dã man luôn. Con này là mã T55 size 39. T55 size 39. Giá 2 triệu 8. 2 triệu 8 con này bác nhá. Đẹp dã man luôn. Tiếp tục một đôi hàng VIP cho các bác. VIP VIP luôn. Đẹp quá các bạn. Con này là mã X54 size 41, giá 2 triệu 1. Bác lấy này em để bác giá là 1 triệu 8. Vì đôi nào em xả bác nhé, em xả cho các bác. Ngày xả thì em xả luôn. Lên bác một đôi hiệu này, một con cặp hiệu này, Polo Clut. Ui nó đẹp gì mà đẹp các bác này, xuất sắc nhỉ. Trời ơi các bác này, đẳng cấp không. Con này mà lên form em nói các bác đẹp lắm này, em chưa lên form này nhé. Đấy, một con Polo. Các nhìn bên trong này, Polo này, Polo Clut này, tất cả lót nhé, đều dập hiệu hết bác nhé. Là VIP quá các bác ạ. Bác nào có điều kiện lấy ngay con này về dùng xài, nó yên tâm luôn. Nhưng nó đắt tiền mà nó không rẻ đâu ạ. Con này con siêu phẩm lắp 200 bác nhé. Siêu phẩm lắp 200 size 2637. Đấy, bác lấy con này em để bác giá 3 triệu nhé. Một con Polo. Hàng siêu phẩm của Polo luôn. Lên cho một em giày luôn ninh à, cái gì đây? Đôi này nhiều nhất rồi các bạn. Siêu nhẹ các bạn, đôi này siêu siêu nhẹ. Con này không phải giày giày chính hãng đâu bác ạ. Con này hàng dép này bác này. Con này không phải hàng chính hãng bác nhé. Siêu nhẹ luôn nhưng không phải hàng chính hãng đâu. Con này là hàng dép 1-1 rồi. Đấy. Đấy bác không? Đấy một đôi này phát dính phát là em lại đủ chết rồi bác nhé. Là đôi hàng dép 1-1 chứ không phải là hàng chính hãng đâu nha. Đấy, phải nói trước. Đôi là chính hãng, em bảo chính hãng đôi này là đôi phải không phải chính hãng đâu bác nhá. Dép 1-1. Rồi em tính cái giá cho bác dép 1-1 thôi. Con này là mã X80 này. Size của nó size 42. Đó, bác lấy đôi này em để bác giá là 1 triệu bác nhé, 1 triệu đấy ạ. Vì con này hàng dép rồi. Con này hàng dép bác nhé, không phải hàng chính hãng đâu ạ. Đó. Nói em phải nói trước với các khách như thế, không là về là chết em, đòi em mà các bác chết chứ không phải hàng chính hãng là em toi luôn bác nhé. Đôi này thì nó siêu nhẹ luôn, các bác ấy, nó nhẹ hơn cả giày chính hãng luôn. Nhưng mà cái này là nó không phải giày chính hãng đâu ạ. Một đôi running bác nhé. Nó là giày dép 1-1. Nó xịn hơn giày fake thôi bác. Nó xịn hơn cái giày au fake thôi. Chứ nó không thể nào bằng giày để hãng được. Đây là một siêu phẩm nữa đây cho các bác. Đấy, em số em nó nhỏ bao nhiêu nhỉ? Đây. Cứ đôi nào là hiệu bác nhá. Đấy, cứ tưởng là vớ là quả rẻ rồi đây, dính keo này bác nào. Nó một tí thôi bác nhá, nhưng cũng đã đủ mệt rồi, một tí keo cũng phải mất giá vào cho khách hàng, không ai người ta nghe các bác đúng không? Đây. Đó, một tí keo thôi cũng là mệt các bác nhá.
khổ vậy đấy, bán hàng này không sung sướng đâu các bác ạ. Đấy. Đấu vì bên mình đấu hàng bên Nhật thì nó cho mình xem hình ảnh, nó có cho mình sờ đâu các bác. Mua bán nó cho mình nhìn thấy giày đâu, nó cho mình xem hình ảnh thôi. Đấy, làm ra nhiều khi dính những con đi keo này em nói cứ tưởng là những con hàng hiệu mình mua giá cao đấy các bác, về tưởng bán là có lời răm 300. Nhưng về dính keo này phát là xong đấy các bác này. Đấy, là lỗ sặc máu luôn đấy. Không phải ngon ăn thế nào đâu các bác ạ. Đẹp quá, đôi giày quá đẹp luôn nha. Đôi này là mã X50, đấy, size 40 giá 2,8 triệu. X50 size 40 giá 2,8 triệu. Thôi bác này em này em tính cho bác giá đôi này đi. Đôi này em bảo để bác giá là 1,7 triệu nhé, 1,7 triệu đi. Vì nó dính tí keo bác ạ. 2,7 triệu, 1,7 triệu bác nhé. Bác nhìn sợ ra sướng không? Đã tay luôn. Dính keo cày quá. 1,7 triệu X50. Lên tiếp bác một quả cặp lát này. Một quả cặp này nó mới đỉnh luôn. Con này là hàng hiệu gì đây? Wow. Cứ sắc vào đây. Con này là đỉnh cao, đỉnh cao. Đỉnh cao của đỉnh cao. Kinh điển luôn. Nè, cho bác chiêm ngưỡng mình lót bên trong của nó này. Nó VIP cỡ nào luôn. Bỏ lót qua xem. Có chiêm ngưỡng cái lót bên trong nó. Có cả chống sốc các kiểu nhé. Có nhìn chưa? Lót bên trong nó hiểu không? Con này thì đẹp nhất người rồi. Rộng lắm bác nhá, con này rộng lắm. Nó đúc thoải mái đồ luôn. Rộng mênh mông luôn. Wow. Con này láp của nó là láp 3 số 3 bác nhá. Láp 3 số 3, size 30-40. Đấy. Ui con này đắt quá. Thôi 3 triệu này ai mua trời. Bác lấy con này em để bác giá là 2,7 triệu con này bác nhá. 2,7 triệu này đi. Được chưa các bác? 2,7 triệu. Một con láp 3 số 3. 2,7 triệu. Lên cho bác một quả giày VIP VIP luôn. Ui, cái đế này hơi nặng bác nhá, đế nó bằng cái loại chất liệu cao su gì nó nặng lắm bác nhá. Đôi này hơi nặng đấy ạ. Đó, em phải báo trước. Đôi này đi không nhẹ đâu bác nhá. Rồi đi nặng chân ạ. Giày thì quá đẹp rồi. Nhưng mà nó đi nó sẽ nặng chân, nó không được nhẹ đâu ạ. Đôi này là nó bền, nó chắc, nó xịn nhưng mà cái này nó nặng. Đồ quá VIP rồi. Đấy, đẹp quá. Đôi này là mã N60 size 41 giá 2,3 triệu. Đấy. Bác lấy đôi này em để bác giá là 1,9 triệu nhé. 1,9 triệu đi. Nên là ngày xải em xải các bác hết. 1,9 triệu. Đây là bác một quả. Ví cầm tay này. Quả ví cầm tay cá sấu. Ủa có gì đây? Từ cái khóa nó xịn không? Nhìn từ cái khóa nó có thể nó đẳng cấp không? Như kiểu titan luôn bác ạ. Từ cái khóa nó có gì này? Lắp cốt này. Có lẽ là quá VIP thôi nhỉ. Tất cả đều dập hiệu hết các này, từ những các góc cạnh này đều dập hiệu hết, lá cốt hết này. Bạn nào mà lấy được con ví cầm tay này về đúng là chúc mừng luôn nhá. Nó quá VIP luôn.
Con này con cá sấu K1 này, size 13-22, giá 3 triệu. À, bác lấy con này em để bác giá 2 triệu 6 đi. 2 triệu 6 con cá sấu đi bác nhé. Ngày xả em cứ xả thôi. Wow, lên bắt một quả dày da, nó siêu mềm. Ui da bác đẹp ngon này. Mới cứng con này mới lắm bác nhá. Da này, da nguyên miếng mềm lắm. Thương hiệu gì đây? Ui, đôi này chắc không phải hàng hiệu các bác ạ. Đôi này chắc không phải hàng hiệu bác nhá, để em xem lại nào. Đôi này chắc không phải hàng hiệu đâu các bác. Ui, thương hiệu chả tên tuổi gì các bác ạ. Cái thương hiệu này là không có tên tuổi gì bác nhá. Không có thương hiệu tên tuổi gì trong danh sách hàng hiệu hết ạ. Da của nó thì da xịn đó nhá. Như đôi này nó không phải hàng hiệu đâu bác nhá. Em bán rẻ các bác thôi. Đôi này không phải hàng hiệu đâu. Có mua đôi này về là các bác chửi em nữa. Mấy em xem giá này, đây này. Cho em xem giá này. Giá này các bác mua về có đập nát mặt em luôn đó này. Đôi này là mã N51 này, size 39, giá 2 triệu 4 bác nhá. Size được cái size bé. Được cái size 39. Đấy, giá 2 triệu 4 này có về các bác đập nát mặt luôn. Con này là mã N51 này, size 39, giá 2 triệu 4. Bác lấy đôi này em để bác giá này 900k bác nhá. 900k thì ạ, giày nó không phải giày hiệu đâu bác nhá. Giày này nó giày da xịn đâu. Chứ hiệu gì đôi này. Được cái da mấy cái size kéo lại. Đấy, 900k bác nhá. N51. Đó, video ngày hôm nay em xin phép dừng tại đây bác nhá. Em xin chào các bác đi.